Em xin kính chào bà con, xin chào các bạn, chúc bà con và các bạn thật là nhiều sức khỏe và chăn nuôi thành công. Hôm nay em quay heo nái của em nó hơn 3 tháng rồi, chuẩn bị đẻ rồi nè. Nó nổi trên mình, nó nhìn thấy những cái mục, nhìn thấy ghê không bà con? Thì heo nái này á, thì trước đó em đã điều trị cho nó là đã chích cho nó mà nội ngoại cái sinh trùng hết rồi đó. Trước khi phối á, trong thời gian phối thì em không có chích, tuy nhiên chích vẫn được nha, mang thai thì chích vẫn được. Nhưng mà cái hiện tượng này thì không phải nó rẻ đâu bà con, không phải rẻ đâu, đó là do thiếu cái kẽm, thiếu kẽm nó mới nổi trên da, nó viêm da dị ứng đó. Không sao, vấn đề này thì không sao, nổi gì. Thì cái hiện tượng này á, khi bà con gờ vô cái mình của con heo á trên da đó, thì nó cảm giác giống như có dầu, nó sẽ gít cái tai mình dữ lắm. Tức là những cái này nó giống như nó ra mủ vậy đó bà con, giống như mình bị phỏng vậy đó. Nó có nhớt, trên mình của nó sẽ có nhớt. Nhưng mà đặc biệt những cái này thì nó nóng lắm nha, nó hành nó không có gây cái thân nhiệt như heo cao, nhưng mà khi mà mình gờ vô những cái chỗ này nè, nó sẽ nóng. Mình thấy nó nóng, nó nóng ngoài da đó, nổi ghê chưa. Heo thì nó không có sốt, vẫn ăn uống bình thường, mà nhìn con heo mình nhìn nó không có duyên, nó không ấy, nhìn nó không có đẹp. Và các này không ưng mắt mình, với giả lại cái này nó ngứa lắm, nó ngứa như ghẻ vậy đó. Heo mình nó cứ vô nó gãi hoài, thọ vô chuồng hoài á, y như ghẻ vậy đó. Thì cái này cái bệnh ngoài da đây, thì em sẽ không có chích bà con, này không chích, không cần chích đâu. Mình cứ bổ sung kẽm mình cho ăn được, hoặc là mình lấy kẽm mình tắm ở ngoài nó cũng hết nữa. Em gờ cái chùm da này thì nó dạng nó cảm giác như là nó có dầu á, như em nói vậy đó, cái chỗ dầu ra vậy đó. Cái này thì do cái thiếu vitamin thôi, chứ thật sự thiếu kẽm thôi, thiếu vitamin thiếu kẽm thôi. Cái thật sự ra mà nói cái chuồng mình vệ sinh cũng rất là kỹ rồi con, sạch sẽ lắm, chứ không phải là do cái môi trường sống của nó, sạch sẽ lắm. Nổi những cái nốt như gì đó ở trong nó là cứng nhắc hả, nó bể ra. Trường hợp này thì nó không ảnh hưởng tới bào thai nha bà con, chỉ ảnh hưởng ngoài da thôi, không sao. Có nhiều khi bà con không biết đó, bà con đi mua thuốc, bà con mua cái người ta mua thuốc người ta bán, hoặc là kêu thú y lại thì kêu lại thì người ta chích vậy thôi, chứ cái này thì mình xử lý nó cũng đơn giản, nhưng nó quá phức tạp. Thank you.
Em hết kẽm gói rồi bà con ơi. Em lấy cái gói biotin HAD này, nó cũng có kẽm, em cũng pha với nước em sức cho nó luôn bà con. À, thì thành phần của nó là vitamin rồi có kẽm nữa. Giờ em sẽ tiến hành em pha vô với nước, em vô sức cho nó luôn rồi. Cứ hết kẽm gói rồi, giờ giấc này cũng cũng tối rồi, không có đi mua được nữa nè. Thì kẽm em chỉ cho nó ăn qua đạp thôi chứ em không có lấy nữa, rồi bởi vậy nhiều khi nó không có nhà sẵn, bây giờ lấy cái này làm luôn. Nhưng mà nó vẫn được bình thường thôi mà con ơi, chứ không sao đâu, nó không có ảnh hưởng gì đâu bà con, đừng quan trọng. Cái này theo lẽ là người ta đổi vào thức ăn cho ăn đó, nhưng mà mình thì mình cũng cho ăn vậy, nhưng mà mai mình mới cho ăn, còn hôm nay thì mình tối mình sức cho nó ăn uống xong hết rồi. Em cũng cách có ngày hai ngày mới xuống vườn heo mà em thấy nó nổi không hay nè. Heo trắng này dễ thấy lắm, mấy heo mình đang thui đó già, mấy heo đỏ rồi đó, bò rồi nó khó. Heo này da mỏng dễ thấy đó, mình cứ sức lên vậy nè bà con. Cái tháng này nó nóng lắm, lúc nào thì mấy cái này thì nó cũng nóng, thì sức lên đại vậy đó bà con, sức để đại, sức rồi để đại vậy đó, chứ mình đừng có mà rửa lại nha. Để đó quá trời nổi, nổi gì heo ngứa ngáy, nó nóng nảy khó chịu lắm, bứt rứt lắm. Này mà mình không có bổ sung, mình không có rửa liền hay là mình không có tắm liền á, là không cho nó ăn kẽm liền á, là vài bữa là nó nổi, nó lây hết trơn cái mình luôn á, nó lây qua bên heo kế bên luôn á, chứ không phải vừa đâu. Bể ra rồi nó nhiễm trùng, bắt đầu nó lây. Nổi bên này nhiều chứ bên kia nó ít, bắt đầu này đây nó ít, thì em dội luôn lên cái bụng nó luôn đi, tắm nó luôn. Đây còn miếng em đổ qua bên con heo này luôn đi bà con ơi. Heo này nó cũng bị nữa nè, đổ lên luôn. Rồi như vậy đó, là để ngày mai mình theo dõi nó, coi như cái chuyện biết nó như thế nào, rồi em quay lên cho bà coi coi luôn nghe. Quay chung với cái clip này luôn, coi kết quả của em ơi sao nha bà con. Này là hôm qua mình sức kẽm này các bạn. Hôm nay mình thấy là nó khô cái mặt lại các bạn. Hôm qua cái mặt này là này, giống như là nó nhớt á. Cái mồ hôi nó giống như mồ hôi dầu vậy. Nó ra nhớt á. Tức là nãy giờ
nó cái này giống như là nó tác dụng trên cái biểu bì đó, cái da đó, nó ra cái nhớt gì đó. Mình tha bữa nay thấy nó, hôm qua mình tha bữa nay mình thấy nó đỡ đỡ rồi nè. Thì cái hôm qua đó là kẽm, nó là người ta cho ăn mà có vitamin luôn, nó cho ăn tại vì kẽm gói mình hết rồi các bạn. Này nó mấy cái này nó liền mạch cái ấy trơn à, nó liền mãi trơn á các bạn, nó khô. Hôm qua mấy cái này như là nó có nước gì đó, nó mũ mũ á, nó có nước nè. Này giống như nó có mục chứ các bạn, nó có mục, nó nổi mục. Này nó khô rồi đó, thì bữa nay mình sẽ tiến hành mình cho nó ngâm kẽm cho nó ăn. Kẽm hôm qua đó, biotin HAD đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ tắm kẽm gối cho nó các bạn. Đây là cái loại này hôm qua mình pha nước nè. Thì bữa nay giấc sáng, hôm qua mình làm giấc tối, giấc chiều. Bây giờ mình pha vô đây cho nó uống, cho nó ăn, cho hai con này ăn luôn. Có thể là cho hết bầy luôn đi các bạn ơi. Biotin HAD. Mà qua bên đây cho ăn luôn đi. Thì nếu như á mà mình ít cho ăn cái này á thì nó sẽ thiếu kẽm á. Như hổm có những cái video mình sẽ nói đó, nó thiếu kẽm mà bạn. Thiếu kẽm thì trên da nó nổi một kê vậy đó. Có nhiều con nó nổi sần sừ thế ghê lắm. Rồi nhiều khi nó bị ghẻ nữa. Đó. Vậy đó nghe các bạn. Thì thôi mình kết thúc video ở đây nha. Chúc bà con và các bạn nha, thật là nhiều sức khỏe nha, và chăn nuôi thành công. Chào hẹn gặp lại bà con ở những video sau nha.